xe giữa cơn sầu thương nguy biến, xin hãy đưa tay chở che giúp con hiền ngoan. Xin thánh du xe đỡ nâng thuyền con tới bến, qua vũ nghi nan vững thêm lòng bên cây tin. Người công trình vươn lên tựa cây trồng bên suối, hoa trái du xe bốn mùa ngã xanh đẹp tươi. Chúng tôi tin Thánh Giuse đã từng thất nghiệp. Tác giả Lê Thiên. Thánh Giuse đã từng thất nghiệp. Việt Catholic News ngày 30 tháng 12 năm 2020 có bài báo Các học giả kinh thánh nói Thánh Giuse đã từng thất nghiệp, với nguồn Catholic News Agency. Saint Joseph the Worker was once out of work too. Đến ngày 28 tháng 2, 2021, tôi mới được đọc bài báo nhờ một người bạn chuyển cho. Trang tin mạng Việt Catholic nêu rõ, trích dẫn cuộc chạy trốn của Thánh gia sang Ai Cập, cha Donald Calloway, một nhà văn chuyên viết các sách thiêng liêng về việc sùng kính các thánh, cho biết Thánh Giuse rất đồng cảm đối với những người đang chịu cảnh thất nghiệp. Bản thân Ngài, Thánh Giuse, lúc này lúc khác đã từng thất nghiệp. Trong chuyến lánh nạn sang Ai Cập, cha Donald Calloway nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, Thánh gia đã phải thu dọn mọi thứ trong một thời gian ngắn và đến một đất nước xa lạ mà không có gì cả. Các ngài không có kế hoạch về điều đó. Bài của cha Donald Calloway rất thuyết phục, chúng tôi không bàn cãi, nhưng chi tiết về hoàn cảnh thất nghiệp của Thánh Giuse lại cho chúng tôi một cái nhìn khác liên quan tới sự kiện Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria lánh nạn sang Ai Cập. Egypt, một quốc gia tọa lạc phía nam nước Israel. Thánh Giuse dẫn đầu một gia đình tị nạn. Quê hương Thánh Giuse là nước Do Thái. Hai nước Do Thái, Israel và Ai Cập, Egypt, không cùng một nguồn gốc dân tộc, một bản sắc, một truyền thống, một tập tục, và cả không cùng một tôn giáo. Thậm chí đã có thời người Do Thái bị Ai Cập bắt hại ngay trên đất nước Ai Cập. Vậy mà khi gia đình Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse bị vây khốn, Thánh Giuse lại đưa Chúa Giêsu và mẹ Maria lánh nạn sang Ai Cập, Egypt, một chuyến đi tị nạn đích thực. Sách Tin Mừng Matthew ghi rõ, các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra, báo mộng cho ông Giuse rằng, này ông, dậy đem hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại,
vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà. Matthew chương 2 câu 13 đến 15. Như vậy, với Thánh Giuse và Thánh Gia, Ai Cập là nơi tị nạn, là đất tạm dung. Không rõ ba đấng có là thành phần nhập cư lậu đối với luật lệ mỗi quốc gia thời đó không, nhưng chúng ta có thể suy đoán rằng, dù là nhập cư lậu hay nhập cư có giấy phép, Thánh Giuse không dễ tìm ra công ăn việc làm ổn định. Vì cô thân cô thế nơi xứ người, ở vào cái thời chắc chắn không hề có chế độ trợ cấp cho người nhập cư, chính sách hỗ trợ dân tị nạn, huống hồ kẻ tị nạn đến từ quốc gia không có chiến tranh. Thánh Giuse thất nghiệp thế nào? Cha Donald Calloway có lý do để bảo rằng Thánh Giuse như là một người thất nghiệp khi Thánh Gia lánh nạn trên đất Ai Cập trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. Ai đọc bài trên Việt Catholic càng cảm thấy xót xa trước hình ảnh Thánh Giuse nằm co ro trên nền đất, hình minh họa trên bài báo ở Việt Catholic News. Ở cuối bài viết này, chúng tôi mạn phép sao y bài viết của cha Donald Calloway từ trang tin của Việt Catholic. Thánh Giuse có chắc đã nằm lăn ra vì thất nghiệp không? Nếu quả thế thì số phận của Đức Maria và hài nhi Giêsu và cả bản thân Thánh Giuse đang là cột trụ gia đình lúc bấy giờ sẽ ra sao suốt thời gian các đấng tạm trú nơi xứ người, mà thời gian lánh nạn của các đấng đã không được báo trước, là gia trưởng chịu trách nhiệm sự sống của cả gia đình. Thánh Giuse lẽ nào chấp nhận thân phận thất nghiệp, nằm co ro nếu hiểu thất nghiệp theo hoàn cảnh thời đó, không giống cảnh thất nghiệp ngày nay, được hưởng tiền thất nghiệp hay trợ cấp xã hội. Từ suy nghĩ trên, chúng tôi tin rằng ba đấng là dân tị nạn cá biệt ở thời kỳ ấy. Quá trình thuật ngắn của sử gia Matthew, chúng ta biết Thánh Giuse đã hoàn toàn tự lực cánh sinh để tự nuôi mình và bảo bọc cả mẹ Maria lẫn hài nhi Giêsu. Các đấng cũng không hề gây phiền hà gì cho người dân bản địa, trái lại đã biết tạo nên mối giao hảo tốt đẹp với người xung quanh, tranh thủ được cảm tình của họ để có thể sống còn yên ổn nơi đất khách quê người. Và rồi thanh thản trở về cố hương sau khi được báo tin không còn cuộc bách hại nào nữa đối với trẻ thơ. Matthew chương 2, 23. Chúng tôi tin rằng Thánh Giuse quả đã trải qua một cuộc chiến đấu quyết liệt với chính mình. Với hoàn cảnh tứ cố vô thân và vô gia cư, Ngài và mẹ Maria chắc chắn đã an phận đời tị nạn để bảo vệ hài nhi Giêsu và có thể sống còn mà hồi hương một cách yên ổn. Hội Thánh dạy qua các chủ chăn. Các đấng chăn dắt Hội Thánh đều tôn vinh Thánh Giuse là đấng bảo hộ các tín hữu. Cụ thể, trong một huấn từ hồi năm 1975, Thánh Giáo hoàng Phaolô thứ sáu từng tôn vinh Thánh Giuse là đấng bảo hộ người tị nạn, The Protector of the Refugees. Ngài liệt kê hàng loạt tư cách bảo hộ của Thánh Giuse. Cụ thể, Thánh Giuse là đấng bảo hộ người lao động, là đấng bảo hộ các gia đình, đấng bảo hộ tuổi thơ, đấng bảo hộ những kẻ bị bắt hại, đấng bảo hộ các người tị nạn, đấng bảo hộ những kẻ khốn cùng, đấng bảo hộ mọi Kitô hữu. Thông tấn xã Observatore Romano ngày 21 tháng 3 năm 1975. Chúng ta lưu ý, huấn thị của Đức Phaolô thứ sáu xảy ra hơn một tháng trước biến cố 30 tháng 4 năm 75. Sau đó, hàng triệu người Việt Nam trở thành người tị nạn, dung thân nơi đất khách quê người. Qua thông tư Patris Cordae, trái tim của người cha, Đức Giáo hoàng Francisco ân cần nhắc nhở rằng Thánh Giuse là đấng quan thầy đặc biệt
của những ai bị buộc phải trốn chạy khỏi quê hương mình. Bởi vì chính bản thân Thánh Giuse đã từng đưa mẹ Maria và hài nhi Giêsu trốn chạy sang Ai Cập, tránh bị bách hại trên quê hương mình. Như vậy, Thánh Giuse cùng Thánh Gia đích thị là dân tị nạn chính trị. Vốn thân phận người tị nạn, chúng tôi chọn Thánh Giuse làm quan thầy bảo hộ để an vui sống đời tị nạn. Lê Thiên, ngày 19 tháng 3 năm 2021. Dưới đây là nguyên văn bài báo với hình ảnh trên Việt Catholic News ngày 30 tháng 12 năm 2020. Các học giả kinh thánh nói Thánh Giuse đã từng thất nghiệp, ai không có công ăn việc làm hãy chạy đến ngài. Việt Catholic, 30 tháng 12, 2020. Trong tình trạng thất nghiệp hàng loạt vẫn còn cao, khi đại dịch coronavirus kéo dài, hai linh mục học giả kinh thánh khích lệ người công giáo tìm đến Thánh Giuse như một đấng bầu cử đặc biệt. Trích dẫn cuộc chạy trốn của Thánh Gia sang Ai Cập, cha Donald Calloway, một nhà văn chuyên viết các sách thiêng liêng về việc sùng kính các thánh, cho biết Thánh Giuse rất đồng cảm đối với những người đang chịu cảnh thất nghiệp. Bản thân ngài lúc này lúc khác đã từng thất nghiệp, chẳng hạn như trong chuyến lánh nạn sang Ai Cập, vị linh mục nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA. Thánh gia đã phải thu dọn mọi thứ trong một thời gian ngắn và đến một đất nước xa lạ mà không có gì cả. Các ngài không có kế hoạch về điều đó. Cha Calloway, tác giả của cuốn sách Tận Hiến cho Thánh Giuse, những điều kỳ diệu của người cha linh hồn của chúng ta là một linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Ohio. Ngài khẳng định rằng Thánh Giuse một lúc nào đó chắc chắn khá lo lắng. Làm sao ngài đi tìm việc ở nước ngoài trong hoàn cảnh không biết tiếng, không biết người? Vào cuối tháng 11 vừa qua, khoảng 20,6 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, theo các báo cáo gần đây. Nhiều người khác đang làm việc tại nhà trong điều kiện hạn chế đi lại do coronavirus. Trong khi vô số công nhân phải đối mặt với nguy cơ nhiễm coronavirus ở nơi làm việc và mang nó về nhà cho gia đình. Cha Sinclair Opry, một người ủng hộ nhiệt thành tầng lớp lao động, cũng nghĩ rằng chuyến lánh nạn sang Ai Cập là thời kỳ thất nghiệp của Thánh Giuse và cũng là thời kỳ cho thấy một tấm gương về các nhân đức. Ngài vẫn tập trung, luôn cởi mở, tiếp tục vật lộn với cuộc sống mà không bị suy sụp. Ngài đã có thể xây dựng kế sinh nhai cho mình và gia đình. Cha Opry nói, đối với những người thất nghiệp, Thánh Giuse cho chúng ta một gương mẫu, không để mặc cho những khó khăn trong cuộc sống đè bẹp tinh thần của mình, nhưng phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và thêm vào đó là sự quan tâm của chính chúng ta, củng cố thái độ và đạo đức làm việc mạnh mẽ hơn. Cha Opry là người điều hành mục vụ của mạng lưới lao động công giáo và là giám đốc tông đồ biển của giáo phận Beaumont, chuyên mục vụ những người đi biển và những người khác sinh sống bằng các công việc trên biển. Theo cha Calloway, hầu hết mọi người trong cuộc sống đều là những người lao động, dù là lao động tay chân hay lao động trí óc. Họ có thể tìm thấy một mô hình nơi Thánh Giuse thở. Ngài nói, bất kể công việc của anh chị em là gì, anh chị em có thể mang Chúa vào trong công việc của mình, và điều đó có thể mang lại lợi ích cho anh chị em, gia đình anh chị em và xã hội nói chung. Cha Opry cho biết, có nhiều điều để học hỏi từ việc suy tư về công việc của Thánh Giuse, là đấng đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Ngài cũng là một mô hình thánh hóa thế giới. Nếu Thánh Giuse đã không làm những gì Ngài đã làm, không có cách nào Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ đang mang thai khi chưa chính thức kết hôn, có thể sống sót trong môi trường đó. Cha Opry nói, chúng ta phải nhận ra rằng công việc chúng ta làm không chỉ dành cho thế giới này,
Nhưng chúng ta có thể làm việc để giúp xây dựng nước Chúa. Công việc mà chúng ta làm là chăm sóc các thành viên trong gia đình và con cái của chúng ta và giúp xây dựng các thế hệ tương lai từ đó. Cha Calloway cảnh báo chống lại những ý thức hệ về công việc. Nó có thể nô lệ hóa chúng ta. Mọi người có thể biến thành những người nghiện công việc, có một sự hiểu lầm về ý nghĩa của công việc. Ngài nói, Thánh Giuse đã coi trọng công việc bởi vì với tư cách là người được chọn làm cha của Chúa Giêsu trên trần gian này. Ngài đã dạy con Thiên Chúa cách thức lao động chân tay. Ngài được giao trách nhiệm dạy con Thiên Chúa làm thợ mộc và điều hành công việc. Chúng ta làm để sống, chứ không phải sống để mà làm. Nói cách khác, chúng ta không được kêu gọi trở thành nô lệ cho một thương nghiệp hay tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong phạm vi hạn hẹp công việc của mình. Nhưng phải làm sao để công việc của chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, xây dựng cộng đồng nhân loại, trở thành nguồn vui cho mọi người. Thành quả lao động của anh chị em là để bản thân và người khác được hưởng, nhưng không được làm tổn hại đến người khác, hoặc tước đi mức lương vừa phải, hoặc buộc họ phải làm việc quá sức của họ, hoặc tạo ra có những điều kiện làm việc, chà đạp phẩm giá con người. Cha Aubrey đã tìm thấy một bài học tương tự. Ngài nói rằng, công việc của chúng ta phải luôn hướng tới việc phục vụ gia đình, cộng đồng, xã hội của chúng ta và thế giới. Nguồn Catholic News Agency, St. Joseph the Worker was once out of work too. Lê Thiên hẹn gặp lại. Ôi Thánh Giuse, giữa con sầu thương nguy biến, xin hãy đưa tay che che giúp con hiền lành. Xin Thánh Giuse đỡ nâng thuyền con tái bến qua vô nghi ngàn, vững bền lòng bên cây tin. Ngày xưa cha Hãy subscribe.